Để tạo được một nhân vật bằng dây thép thì các em cần chuẩn bị một đoạn dây thép khoảng 120 cm. Sau đó các em gấp đôi lại. Ở phần chính giữa thì các em sẽ làm phần đầu. Chúng thì xoắn lại khoảng 3 4 vòng. Chúng ta được phần cổ. Tiếp theo thì các em sẽ làm phần tay. Các em sẽ lấy một đoạn tương ứng và bẻ đôi lại. Đó, gấp lại như thế thì chúng ta sẽ có được cái hai tay nó sẽ đều nhau. Bây giờ thì các em sẽ xoắn tay, cái cánh tay đầu tiên. Khi xoắn thì các em chú ý là giữ chặt tay và xoắn thật là đều. Tiếp theo thì các em sẽ làm phần thân. Phần thân thì bằng hai lần phần đầu. Đó, các em đo lại vậy và sau các em bẻ lại. Và ở đây thì các em làm giống như là chúng ta đang thắt nút. Dây ở trên thì vòng xuống dưới, mà dây ở dưới thì vòng lên trên. Đó, vậy thì chúng ta đã cơ bản đã gần là hoàn thành xong được dáng người rồi. Tiếp theo thì các em sẽ làm phần chân. Phần chân thì giống như phần tay thì các em cố gắng cắt làm sao cho hai cái chân nó bằng nhau. Sau đó thì chúng ta cũng xoắn. Một tay thì giữ, một tay thì xoắn các em nhé. Phần dây còn dư thì các em sẽ luồn vào trong phần thân. Chú ý ở đoạn này thì cái đầu dây thép nó rất là sắc, dễ làm tổn thương đến tay của chúng ta. Thì các em cẩn thận hơn nhé. Và đến đây thì cô Thảo đã hoàn thành xong được một người que. Cái phần chân thì để xác định được mặt trước và mặt sau của một nhân vật. Chân thì bẻ về phía trước, là cái dáng người ở phía trước. Vậy thì cô Thảo đã hoàn thành xong được cái một nhân vật bằng dây thép. Vậy thì tiếp theo thì chúng ta muốn tạo dáng gì cho nhân vật thì chúng ta sẽ bẻ các tay, các chân để làm sao phù hợp với cái dáng người mà mình mong muốn. Ở đây cô Thảo đang làm một cái dáng người đang đi. Cô chúc các em sẽ hoàn thành được cái sản phẩm của mình nhé.